khu phức hợp UST như một giải pháp thay thế giá cả phải chăng cho đường sắt cao tốc California? Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh, Tập đoàn Elite Sky Trinh Technology. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2024, trên trang UST&NC đã đăng tải một bài viết so sánh về chi phí về công nghệ UST đối với đường sắt cho tuyến đường sắt cao tốc California như thế nào. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng Ngọc Bình chúng ta tìm hiểu nội dung chi tiết của bài viết này. Khu phức hợp UST như một giải pháp thay thế giá cả phải chăng cho đường sắt cao tốc California? Một tuyến đường sắt cao tốc đang được xây dựng tại tiểu bang đông dân California. Kế hoạch này nhằm mục đích cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách nhanh chóng và thân thiện với môi trường giữa các thành phố lớn Los Angeles và San Francisco. Tuy nhiên, việc triển khai dự án bị cản trở bởi chi phí cao khoảng 130 tỷ đô la. Ngoài ra, mốc thời gian hoàn thành rất ấn tượng, kéo dài đến giữa thế kỷ 21. Đáng chú ý là tổ hợp cơ sở tầng và giao thông của UST có thể giải quyết các thách thức này với chi phí thấp hơn đáng kể. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao. 620 km và hơn chục giờ. Ngày nay có thể đi quãng đường gần 620 km giữa Los Angeles và San Francisco bằng ô tô hoặc xe buýt mất khoảng 6 đến 8 giờ. Một chiếc máy bay không thân thiện với môi trường có thể đi hết quãng đường này trong trung bình 1 tiếng rưỡi, nhưng không tính đến thời gian di chuyển đến và đi từ sân bay và trải qua các thủ tục trước khi bay. Một chuyến tàu mất gần 11 giờ và chỉ hoạt động một lần một ngày vì các tuyến đường sắt hiện tại đã bị các chuyến tàu chở hàng chậm chiếm mất. Về mặt lý thuyết, một hệ thống đường sắt cao tốc sẽ cho phép hành khách đi từ thành phố này đến thành phố khác trong vòng chưa đầy 3 giờ. Nó cũng sẽ giảm lượng khí thải CO2 bằng cách giảm số lượng phương tiện trên đường và số lượng chuyến bay. Nhưng một số dự án như vậy có thực tế hay không? Tốn kém và rất mất thời gian. Việc xây dựng đường sắt cao tốc bắt đầu vào năm 2015 và các kỹ sư ngay lập tức phải đối mặt với những thách thức không lường trước được. Đầu tiên, họ quyết định định tuyến đường sắt không dọc theo bờ biển Thái Bình Dương mà ở giữa tiểu bang, nơi phát triển ít dày đặc hơn. Điều này làm tăng chiều dài của tuyến đường. Thứ hai, việc mua đất từ nông dân địa phương tỏ ra khó khăn vì họ không phải lúc nào cũng hợp tác và thường dùng đến hành động pháp lý. Khăng khăng bán toàn bộ lô đất thay vì chỉ bán đất cần thiết cho tuyến đường sắt. Thứ ba, tuyến đường đang được xây dựng ở khu vực có hoạt động địa chấn, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật phức tạp và tốn kém hơn để đảm bảo an toàn. Tất cả những yếu tố này đã đẩy chi phí xây dựng đường sắt cao tốc lên cao. Trong khi ước tính ban đầu cho việc xây dựng là khoảng 40 tỷ đô la, thì giờ đây con số đã tăng lên 130 tỷ đô la. Chi phí của dự án đã tăng gấp 3 lần, ngay cả theo ước tính thận trọng nhất. Tiến độ xây dựng cũng đã được kéo dài. Theo dữ liệu mới nhất, đoạn đường sắt đầu tiên dài 275 km dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu những năm 2030, trong khi toàn bộ hệ thống đường sắt cao tốc có thể không hoàn thành cho đến giữa thế kỷ này. Trong trường hợp tốt nhất, người dân California đã đặt ra câu hỏi về tính khả thi của dự án này và việc tiếp tục tài trợ vẫn còn là một dấu hỏi. Tốc độ cao mà không tốn kém. Có giải pháp nào đáp ứng được nhu cầu mới nổi nhưng lại ít tốn kém hơn không? Các phương án vận chuyển như vậy được cung cấp bởi Elite Sky Trinh Technology Inc. Trong các khu phức hợp tốc độ cao của UST, xe điện không người lái trên bánh xe thép U-Pod có thể chuyển hành khách với tốc độ lên tới 500 km/h, nhanh hơn đường sắt cao tốc theo kế hoạch. Hơn nữa, các khu phức hợp UST cũng tiện lợi và thân thiện với môi trường như nhau, nhưng chi phí triển khai sẽ thấp hơn đáng kể. Chi phí xây dựng 1 km cầu vượt giao thông UST sẽ khoảng 10 triệu đô la. Có một số lý do cho điều này. Khu phức hợp UST chỉ cần phân bổ đất tối thiểu chỉ dành cho các kết cấu hỗ trợ đường ray, có thể cách nhau vài km, sẽ không cần phải mua các lô đất lớn để xây dựng tuyến đường. Các giải pháp UST có cường độ vật liệu thấp trong thiết kế và không yêu cầu xây dựng cầu, nút giao thông hoặc kết cấu thoát nước. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng mà còn rút ngắn thời gian hoàn thành.
Các khu phức hợp UT có thể dễ dàng tích hợp vào các khu vực đô thị đông dân, cấu trúc đường ray dây trên cao có thể chạy trên các tòa nhà khu dân cư và công nghiệp, đường bộ, không gian xanh và đường thủy. Theo tuyến đường ngắn nhất sẽ không cần phải kéo dài chiều dài tuyến đường. Điều đó có nghĩa là chi phí xây dựng sẽ không tăng. Giải pháp UT phù hợp với các khu vực có hoạt động địa chấn cao, cầu vượt đường ray dây có khả năng chống động đất tối đa nhờ các dây ứng xuất trước. Các giá đỡ có thể được lắp đặt trên hầu hết mọi địa hình mà không làm phức tạp các giải pháp kỹ thuật hiện có hoặc đòi hỏi lên móng lớn. Như chúng ta có thể thấy, việc triển khai vận tải tốc độ cao tại California là hoàn toàn khả thi mà không cần đầu tư tài chính chưa từng có. Các giải pháp tốc độ cao từ UTNC cho phép thiết lập phương tiện vận tải nhanh chóng, thân thiện với môi trường và an toàn trên mọi khoảng cách dọc theo tuyến đường ngắn nhất mà không cần nhiều nguồn lực về vật chất hoặc thời gian. Thông tin ngày 17 tháng 10 năm 2024 trên trang UTIC. Vâng, thưa quý vị, đây là thông tin của video ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại nút like, nút đăng ký kênh và chia sẻ đường link YouTube của Ngọc Bình. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.